xin chào các bạn. Ở video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một bài tập kỹ năng, đó là thắp tóc cho búp bê như thế này nè. Rồi các bạn hãy cùng làm với mình nha. Tiên các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một ít tẩy nỉ như thế này nha. Rồi xuống băng keo, keo đốt và một cuộn dây vải như thế này nữa để làm tóc cho búp bê nè. Rồi bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nha. Các bạn cắt cho mình một miếng vải nỉ như thế này. Cái này là mình dùng để làm cái nền á. Thì cái này là chiều dài của nó là mình cắt là 16cm nè. Còn chiều rộng của nó là 12cm. Rồi bây giờ mình sẽ cắt hình búp bê ở trên này nha. Các bạn sẽ dùng vải nỉ màu trắng để các bạn cắt cho cái mặt và cái thân của búp bê nè. Rồi mình sẽ vẽ cho cái mặt búp bê. Thôi các bạn cứ đùa đùa đi các bạn. Cắt ra. Mình sẽ đặt búp bê lên trên cái nền của mình nha. Này là búp bê hơi dài rồi. Xíu nữa mình cắt thì mình sẽ bỏ bớt xong. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cho búp bê này một cái mũ. Đó, bây giờ thì búp bê của mình đã có một cái mũ này nè. Rồi bây giờ mình sẽ làm tóc cho búp bê nha. Mình sẽ dùng bằng cái dây vải này. Bây giờ mình sẽ cắt cho búp bê. Cứ một bên tóc là mình làm 3 đoạn như thế này. Để cho mấy bé tập thắt rít á. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho búp bê một bộ đồ nha.
Rồi bây giờ mình sẽ dán búp bê của mình vào cái nền nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn tóc vô cho búp bê nha. Rồi bây giờ mình dán cái mũ lên nữa nha. Thì mấy bạn nên dán tóc trước để sau đó mình dán cái mũ thì nó đè lên cái tóc nha.
Rồi bây giờ mình sẽ làm mắt với miệng cho búp bê. Thì mắt búp bê các bạn chỉ cần lấy một ít vải nỉ màu đen á, các bạn cắt thì các bạn dán vô thôi. Rồi bây giờ mấy bạn có thể bày cho các bé thắt tóc búp bê nha, như thế này nè.
vậy thì bài tập luyện kỹ năng cho các bé thắt tóc búp bê này đã hoàn thành rồi đó. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.